đời cây thì nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà theo cái yêu cầu các thứ của anh ấy thì em chọn ra một cái cây này. Cả lô này luôn không có cây nào đẹp như cây này nữa. Thứ nhất, cây này ở đây là cái gốc thoát của nó dài anh ạ. 1 2 3 4 thì cái này được khoảng tầm 50 thoải mái anh ạ. Còn đâu cái gốc này thì nó to hơn cái ngón cái của em. Cái cây này nó phải cao tầm 1,5 mét, 1,6 mét đấy anh ạ. Và tán nó rất là tròn đều các phía luôn. Cũng đang có hoa có nụ. Đấy. Anh Hưng thì em chuyển chính xác cái cây này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây mai tứ quý mà không thể đến tận nơi được ấy, thì mình sẽ chọn quay cây chi tiết cụ thể, đo các chiều, các kích cỡ. Bạn Hưng thì sẽ gửi chính xác cây đấy luôn ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng alo ạ. 0977 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.